Những người viết sử thời xưa ghi chép truyền lại các điều ấy không phải là vô căn cứ. Khổng Tử sinh vào thời nhà Chu Suy Di vẫn có thể thấy được những chỗ thiếu sót của người chép sử. Huống chi các vị sử thần từ thời Đường Ngu về trước, lẽ nào lại dối trá ghi chép những điều vô nghĩa vào chánh sử hay sao? Thằng ùi, mắt không nhìn thấy con gấu to, lại cho đó là con ba ba có ba chân. Ấy thật không phải vật quái lạ, mà do kiến thức của người chưa đầy đủ. Từ thời Chu Chiêu Dương đến nay, lại đã trải qua 3.000 năm nữa. Tuổi thọ trung bình của con người giảm thêm 30 năm. Vì thế, nên hiện nay, xét thấy những người có tuổi thọ cao cũng đều ở mức trên dưới 70. Đọc qua nhiều sách vở mới thấy những lời trong Kinh Phật là đúng thật. Hàng Xương Lê, tức Hàng Vũ, là người có văn tài nhưng phản bác đạo Phật. Ông nổi tiếng với bài văn tế đuổi được cá sấu. Bài Phật Cốt Biểu ông viết năm 819, dâng lên vua Đường Hiến Tông để can ngăn việc vua tổ chức rước xá lợi Phật. Hiến Tông nổi giận ra lệnh xử tử. Nhờ có một số quan hết sức xin cho nên mới thoát chết, nhưng bị giáng chức xuống làm thứ sử ở Triều Châu, một vùng rất xa xôi hẻo lánh. Trong bài Phật Cốt Biểu nói rằng, đời thượng cổ không có Phật mà người ta sống thọ, đời sau có Phật mà người ta yếu mạng hơn. Nói như vậy là đâu biết rằng hiện nay đang thời giảm kiếp. Vào thời tuổi thọ con người đến 80.000 năm thì 500 tuổi mới tính chuyện dựng vợ gả chồng. Thời đầu nhà Chu 30 tuổi mới lập gia đình. Hiện nay chưa quá tuổi 15 đã tơ tưởng chuyện ái tình, miệng còn hôi sữa đã nói ra toàn những lời tục tiểu. Thân người xưa nay có khác biệt, trong thời giảm kiếp cứ trải qua 100 năm thì thân thể lại ngắn đi một tấc, qua 1.000 năm ắt ngắn đi một thước. Các đơn vị tấc, thước, trượng được dùng ở đây là đơn vị đo lường thời cổ của Trung Hoa. Mỗi trượng bằng 10 thước, mỗi thước bằng 10 tấc, mỗi tấc chỉ tương đương khoảng 3 cm. Vào thời Đức Thích Ca Như Lai ra đời, thân người cao trung bình 8 thước. Hóa thân của Đức Phật cao 1 trượng 6 thước. Chú giải của soạn giả, đến nay tức vào thời Tiên Sinh An Sĩ, từ năm 1656 đến 1739, đã trải qua hơn 2.000 năm, thân người ngắn đi 2 thước, nên hiện nay chiều cao trung bình chỉ vào khoảng trên dưới 6 thước. Nói chung, khi tuổi thọ trung bình tăng lên, ắt thân người cũng theo đó mà cao lớn hơn. Khi tuổi thọ trung bình giảm, ắt thân người cũng theo đó mà thấp bé hơn. Cho đến sau thời kỳ phát sinh thiên tai dịch bệnh, tuổi thọ con người càng gần mức thấp nhất, thân người lại càng thấp bé hơn, chỉ khoảng 2 gang tay hoặc 3 gang tay. Có thể dùng những loại lúa đề, lúa bại. Lúa đề, lúa bại là những giống lúa có hạt cực nhỏ mà cho là lương thực tốt nhất, để tóc dài che thân, xem đó là y phục đẹp nhất. Những dụng cụ dùng thường ngày đều chế tác theo hình dạng của binh khí như dao, kiếm, côn, trượng. Hiện nay, những trăm cài tóc, bông tai, vân vân của phụ nữ cũng thường được làm theo hình dạng như cây đao, lưỡi búa, vân vân. Chú giải của soạn giả. Lời bàn: có người khai quật ngôi mộ cổ trước thời Tùy Đường, tìm thấy bộ xương người rất lớn, so với bộ xương của người đời nay dài hơn đến 2 thước. Tôi có khảo cứu trong sách Thiên Nhân Cảm Thông Ký, thấy viết rằng di chỉ nền kinh đô nước Thục trước đây nằm trên núi Thanh Thành, hiện nay là đất Thành Đô, xưa kia vốn là một vùng biển cả. Xưa vào thời Phật Ca Diếp, Đức Phật Ca Diếp là một trong 7 vị Phật quá khứ ra đời trước Đức Phật Thích Ca, vào lúc tuổi thọ trung bình của con người là 20.000 năm. Có người đi theo dòng sông Tây Nhĩ, xưa kia gọi là đầm Diệp Du, ngày nay là Nhị Hải, cũng gọi là Tây Nhị Hải, nằm về phía đông huyện Đại Lý, tỉnh Vân Nam. Khi thuyền ngang qua vùng này, bỗng thấy trên bờ có một con thỏ, liền dương cung bắn. Không biết rằng thỏ ấy vốn là thần biển quá thành. Thần biển nổi giận, liền quật tung chiếc thuyền ấy lên, lật úp xuống, khiến cho đất cát lấp cạn khúc sông ấy
mà thành đất bằng. Đến triều Tần, có vị tăng thấy vùng đất ấy có nhiều kẻ nứt, liền theo vết nứt mà đào xuống, tìm được nhiều bộ xương người cùng với đáy thuyền. Những bộ xương người đều dài đến hơn 3 trượng. Đó là vì vào thời Đức Phật Ca Diếp thì tuổi thọ trung bình của con người đến 20.000 năm. Tôi cũng có đọc sách Khổng Lý Ký, thấy có đoạn viết đôi dép của Khổng Tử theo đơn vị đo lường hiện nay dài 1 thước 3 tấc. Như vậy có thể thấy bàn chân của Khổng Tử hoàn toàn không giống như bàn chân của người hiện nay. Tôi lại đọc thấy trong sách Chu Lệ nói rằng cán rìu dài 3 thước, bề ngang 3 tấc. Như vậy cho thấy cánh tay của người thời đó không giống với cánh tay của người thời nay. Cho đến y phục, dụng cụ, chén bát của con người cách đây 100 năm chắc chắn cũng đều to lớn hơn so với hiện nay. Há chẳng phải là do thân người dần dần nhỏ đi nên vật dụng cũng theo đó mà nhỏ hơn đó sao? Phước báo của con người xưa nay có khác biệt. Con người quan trọng nhất là đức hạnh, nhờ đó mới có phước báo. Sau khi tuổi thọ trung bình giảm dần thì hết thảy mọi điều khác đều sút giảm, đức hạnh cũng theo đó mà suy giảm, phước báo mất dần đi. Có thể kể sơ lược ra đây như là 7 món báo. 7 món báo gồm vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu và mã não. Sẽ mất dần đi. Ngũ cốc thu hoạch dần dần ít hơn. Chuyện ăn mặc ngày càng khó kiếm đủ hơn. Hình thể dung nhan ngày càng xấu xí hơn. Năng khiếu bẩm sinh ngày càng hôn ám, ngu muội hơn. Tinh thần dần suy nhược hơn. Phong tục ngày càng cao ngạo hơn. Thân quyến ngày càng ít hòa thuận nhau hơn. Thuế khóa sai dịch ngày càng nặng nề, khắc nghiệt hơn. Các tai nạn như lửa cháy, nước lụt, trộm cướp ngày càng hoành hành mạnh mẽ hơn. Pháp Phật dần dần bị suy tàn. Người hiền ngày càng suy tổn. Các nhà nho chân chính ngày càng hiếm thấy. Những kẻ bán bổ Phật Pháp ngày càng phát triển mạnh. Những người giàu có ngày càng keo kiệt, bủng xỉn hơn. Lời bàn, sách vở ngôn từ của thế tục hẳn có những lúc không đúng thật, nhưng những gì được trích ra từ kinh điển thì mỗi chữ mỗi câu luôn được chứng minh đúng đắn. Xét như vào thời Tam Đại, người người đều sử dụng vàng ngọc để trao đổi tính toán, số lượng rất nhiều, chứ từng sử dụng toàn bạc nén. Cho đến triều Hán về sau mới bắt đầu dùng bạc làm tiền tệ. Đại thần thời Hán Vũ Đế là Tang Hoành Chương dùng bạc đúc thành tiền. Chú giải của soạn giả. Nhưng lúc đó các nước nhỏ cũng vẫn còn sở hữu được các loại trân bảo quý giá như ngọc dạ quan, châu chiếu thừa. Ngọc dạ quan, châu chiếu thừa đều là những loại châu ngọc có khả năng tự phát sáng. Không đến nỗi quá hiếm thấy như ngày nay. Ngày nay phải sử dụng loại bạc phẩm chất kém, lại thường cho đồng đỏ vào bên trong. Ấy là vì bạc trắng tốt không đủ dùng nên phải dùng thêm đồng thay bạc. Như thế chẳng phải đúng là 7 món báo mất dần đi đó sao? Người xưa nói bách kim, tức là chỉ 100 nén vàng. Hán Văn Đế nói rằng tài sản của 10 hộ dân thuộc loại trung bình là 100 nén vàng, mỗi nén là 10 lượng. Xem trong sách Tôn Tử Binh Pháp quyển thượng có viết rằng sử dụng 100.000 quân, mỗi ngày chi phí hết 1.000 vàng. Nếu như 1.000 vàng đó mà hiểu là 1.000 lượng vàng thì tài sản trung bình của mỗi người dân đời Hán chỉ đạt số lượng 10 lượng vàng, mà chi phí lương thực khí giới cho mỗi một người lính trong một ngày chỉ dùng đến 1/10 lượng vàng. Liệu như vậy có hợp lý chăng? Chú giải của soạn giả. 100 mẫu ruộng. Đơn vị đo lường ngày xưa, mỗi mẫu là một diện tích vuông dứt 4 cạnh đều bằng 60 trượng, không giống như mẫu Tây hay hecta ngày nay. Vào đời nhà Chu chỉ tương đương với 22 mẫu thời nay, tức vào thời tiên sinh An Sĩ. Số lượng thu nhập từ 22 mẫu đó có thể nuôi ăn được 9 người. Sức ăn của mỗi người thời xưa lên đến 1 đấu gạo. Mỗi đấu bằng 10 thăng. Số lượng mỗi một người ăn hết trong 1 năm ước chừng hơn 70 thạch của ngày nay. Mỗi thạch bằng 10 đấu. Nếu tính theo như giai đoạn về sau thì mỗi thăng tương đương khoảng 1 lít, nên mỗi thạch bằng khoảng 100 lít. Nhưng nếu tính theo trọng lượng thì mỗi thạch bằng 120 cân. 9 người phải mất hơn 600 thạch. Tính ra mỗi mẫu ruộng có thể thu hoạch được khoảng hơn 30 thạch.
Ngày tôi còn nhỏ, được biết ở quê tôi, mỗi mẫu ruộng chỉ thu hoạch được khoảng 3-4 thạch. Kể từ năm Quý Hợi, tức năm 1683, đời Khang Hy trở về sau, mỗi mẫu ruộng trước đây thu hoạch được 3 thạch đều sút giảm, không còn thu hoạch được đến số ấy. Như thế chẳng phải đúng là ngũ cốc thu hoạch dần dần ít hơn đó sao? Vào khoảng các niên hiệu Long Khánh, Vạn Lịch, Triều Minh, có người trong lúc tu sửa chùa Tiến Nghiêm ở Côn Sơn tìm được trong đống ngói cổ một vật tượng hình bó lúa. Quả thật là cổ vật từ đời Đường. Bông lúa nhìn thấy dài đến hơn một thước. Theo đó mà ước tính thì mỗi mẫu ruộng phải thu hoạch đến hơn 10 thạch. Bông lúa ngày nay dài không quá 4 tấc. Chú giải của soạn giả: vào thời cổ, nước nào không tích chứa nhu yếu đủ dùng được đến 10 năm thì gọi là không sung túc. Không đủ dùng được đến 6 năm thì gọi là ở mức nguy cấp. Như vào thời hưng thịnh của 2 triệu Hán Đường, so ra cũng chỉ là không sung túc. Còn như hiện nay, chỉ cầu bông cho được đến mức nguy cấp của xưa kia mà còn không thấy được. Như thế chẳng phải đúng là chuyện ăn mặc ngày càng khó kiếm đủ hơn đó sao? Vào thời cổ, các bậc vua chúa công hầu cao quý vẫn thường hạ mình tìm đến giao du với các bậc ẩn sĩ nơi thâm sơn cùng cốc. Hàng khanh tướng được người tôn kính vẫn chịu khó nhọc đi bộ mà không ngồi xe. Hiện nay thì khác, người vừa mới phụng mệnh làm quan đã lập tức lên mặt khinh miệt những kẻ tri giao bằng hữu, còn bọn sai nha tiểu tốt cũng ngang nhiên ngồi xe che lọng. Như thế chẳng phải đúng là phong tục ngày càng cao ngạo hơn đó sao? Vào thời cổ, các bậc cao tăng khi đến gặp vua, vua không dám gọi thẳng bằng tên, mà khi ban chiếu thư cũng tôn kính gọi là thầy. Đường Thái Tông soạn bài tựa Tam Tạng Thánh Giáo Tự, hết lòng bày tỏ sự khâm phục tôn sùng Phật giáo. Khi pháp sư Huyền Trang thị tịch, Đường Cao Tông hay tin liền nói với các quan hầu cận rằng: trẫm đã mất đi một báu vật của quốc gia, liền ngưng việc triều chính trong 5 ngày. Xem Cao Tăng Truyện, chú giải của soạn giả: niên hiệu Cảnh Long, năm thứ 2 đời Đường Trung Tông, tức năm 708, vua sắc cho Cao An sai Thôi Tư Lượng lo việc nghênh tiếp đại sư Tăng Già đến kinh đô. Nhà vua cùng với trăm quan đều cúi đầu tự xưng là đệ tử. Trích từ các sách Kim Thang Biên và Thống Kỷ, chú giải của soạn giả: niên hiệu Hiển Khánh, năm thứ nhất đời vua Đường Cao Tông, tức năm 656, vua ban sắc chỉ rằng tất cả tăng ni trong nước nếu có vi phạm vào pháp luật phải áp dụng theo giới luật nhà Phật mà xử trị, không được xử giống như dân thường. Trích từ sách Đường Thư. Vào triều Tống Chân Tông, vua ban chiếu lệnh cho dân trong nước phải tránh không được gọi tên quý của thiền sư Chí Công, phải xưng là Bảo Công. Xem trong sách Chí Công Thiền Sư Hậu Hành Trạng, sách này do thân phụ của Trương Nam Hiên là Trung Hiếu Công biên soạn. Đời Tống, các vua Thái Tổ, Thái Tông, Chân Tông, Nhân Tông, Cao Tông, Hiếu Tông thảy đều ủng hộ phát triển mạnh mẽ Phật pháp. Có lúc các vua thân hành lễ bái nơi chùa chiền, có khi lại cung thỉnh chư tăng và hoàng cung thuyết pháp, đều là những việc làm hưng thành Phật pháp. Ngày nay, những kẻ trí thức thường cao ngạo bướng bỉnh, đa số khi gặp tượng Phật không tham bái, gặp bậc cao tăng cũng không lễ kính. Như thế chẳng phải đúng là pháp Phật dần dần bị suy tàn đó sao? Khổng Tử, Nhan Hồi xây dựng sự nghiệp giáo hóa chỉ quý trọng việc tự thân thực hành, không xem trọng việc nói nhiều, nhấn mạnh ở việc tự sửa đổi hoàn thiện bản thân, xem nhẹ việc chỉ trích người khác. Mạnh Tử phản bác Dương Chu, Mặc Định, đó là chuyện vạn bất đắc dĩ. Cũng giống như các vị thuốc Đại Hoàng Ba Đậu. Đại Hoàng và Ba Đậu là những vị thuốc phải thận trọng khi dùng vì có thể gây các tác dụng không tốt nếu dùng thường xuyên. Hai vị này có thể kết hợp để trị chứng kiết lỵ, đi tiêu ra máu. Thầy thuốc giỏi chỉ thỉnh thoảng mới dùng đến một lần, không thể mỗi ngày đều dùng. Ngày nay, những kẻ thư sinh còn chưa đỗ đạt góp nhặt được 5-3 câu nghị luận vị bán Phật pháp đã tự xem mình như Trình, Chu, Tái Thế. Chỉ cho hai anh em Trình Di, Trình Hạo và Chu Hy. Lại có những đám trẻ con miệng còn hôi sữa, chỉ quen thoái khoa trương khoác lác, lại tự ý chủ trương lập ra học phái này nọ. Như thế chẳng phải đúng là các nhà nho chân chính ngày càng hiếm thấy đó sao? Đây chỉ nêu lên mấy việc như thế, còn những điều khác đều có thể so sánh suy luận để thấy rõ.
Người chết có 6 điều nghiệm biết được. Nếu muốn biết một người sau khi chết sinh về đâu, chỉ cần quan sát dùng hơi ấm cuối cùng trên thân thể lúc lâm chung. Nếu phần dưới thân thể lạnh dần trước, hơi ấm dồn lần lên đỉnh đầu, ắt đó là người đã chứng đắc quả gì, quyết định thoát khỏi sinh tử. Nếu hơi ấm dồn lại nơi khoảng giữa hai chân mày, người ấy ắt sẽ tái sinh lên cõi trời. Nếu hơi ấm dồn lại nơi khoảng vùng bên trên trái tim, người ấy sẽ tái sinh cõi người. Nếu phần trên thân thể lạnh dần, hơi ấm dồn về nơi vùng bụng, người đó ắt sinh vào cảnh giới ngạ quỷ. Nếu hơi ấm dồn lại nơi hai đầu gối, ắt phải sinh làm súc sinh. Nếu hơi ấm dồn lại dưới hai lòng bàn chân, ắt phải sinh vào địa ngục. Luận về đời trước, người sinh ra ở đời, hoặc từ các cõi trời sinh đến, hoặc từ trong cõi người tái sinh, hoặc từ các loài vật khác, hoặc từ các cảnh giới Atula, ngạ quỷ, địa ngục mà tái sinh. Chỉ cần quan sát tướng mạo, thân hình, cung cách nói năng, động tình thì có thể biết rõ được. Chỉ sợ rườm rà nên không nêu rõ chi tiết ở đây. Du công sự án, xây cổng lớn, đợi xe bốn ngựa. Giảng rộng. Trong 6 câu từ đây trở đi, Đế Quân lựa chọn ngẫu nhiên đưa ra 4 trường hợp chứng minh về nhân quả để làm nền tảng cho 2 câu dưới là: muốn tạo ruộng phước rộng sâu, ắt phải dựa vào một tấm lòng này. Giúp người cứu kiến là gieo trồng ruộng phước theo cách thuận. Sự án chôn xác rắn là gieo trồng ruộng phước theo cách nghịch. Sự án vốn là việc mang điều dữ đến cho người, nhưng ngược lại có thể giúp xây cổng lớn, đợi xe bốn ngựa. Là vì sao? Đó là vì Du Công giữ chức quan coi ngục sự án, nhưng tấm lòng của ông lại không phải là tấm lòng hung hăng trong việc coi ngục sự án. Cổng lớn của nhà ông vốn được xây nên chính từ tấm lòng hiền thiện của ông. Mạng người có quan hệ đến ý trời. Việc đưa ra phán quyết sự án là cực kỳ quan trọng. Nếu xem lại, dù chỉ có chút sai sót nhỏ, thì hối tiếc cũng không còn kịp nữa. Chúng ta nếu có ai phải dâng lệnh làm công việc sự án, ắt phải hết sức lưu tâm, tỉnh táo trong từng giây phút. Xử sự phải cẩn trọng như đứng bên bờ vực, như dẫm trên lớp băng mỏng, nguy hiểm chết người. Phải biết sợ sệt như có trời đất quỷ thần đang đưa mắt giận dữ theo dõi mình, như cha mẹ, vợ con, thân quyến của bị cáo đang kêu gào, khóc lóc, oán hận nhìn mình. Không thể khinh suất theo ý riêng mà lạm dụng các điều luật quá tàn khốc, nghiêm khắc. Không thể dễ dàng nghe theo lời nói sai lầm của thuộc cấp. Không thể lạm dụng nhục hình tàn khốc, bức bách tội dân, phải nhận tội. Không thể hối hả phân xử qua loa rồi kết án một cách vụng về, tắc trách. Không thể ỷ vào sự sáng suốt thông minh của mình mà ức đoán sự việc. Không thể vì nhận lời quỷ thác, nhờ cậy hay thỉnh cầu của người khác mà bẻ công lý lẽ, lạm dụng hình luật nghiêm khắc. Không thể dâng lệnh hoặc thuận theo ý muốn của cấp trên. Không thể chỉ hoàn toàn dựa theo những lời bẩm báo từ cấp dưới. Không thể vì sự ngay thẳng chính trực của nguyên cáo mà khởi tâm thiên vị, nổi giận với bị cáo. Không thể nhân lúc có men rượu mà lạm dụng quyền uy hình phạt. Nếu không chứng minh được bị cáo vô tội, theo luật phải thọ án, không được tùy tiện tăng thêm hình phạt roi giọt. Nếu không phải tội thực sự nghiêm trọng, không được khinh suất tống giam tù ngục. Đối với các trường hợp cố tình vu cáo người khác, phải theo đúng luật nghiêm trị để răn dạy. Phân sự dứt khoát rạch ròi những trường hợp thực sự liên lụy đến vụ án để làm yên lòng những người lương thiện. Bị cáo triệu tập đến lúc nào thì thẩm vấn tra xét ngay lúc ấy, không được để dây dưa kéo dài, hẹn sang ngày khác, khiến người phải đi lại nhiều lần. Đối với những vụ kiện có người đứng trung gian khiếu tố thì thẩm tra tìm hiểu xong phải lập tức tiến hành tạm giữ tra xét, không tạo điều kiện dây dưa để đôi bên nguyên bị tiếp tục đấu đá nhau, khiến cho người ngoài được thủ lợi. Tốt nhất là bất cứ lúc nào có thể được thì nên khuyến khích sự thương lượng hòa giải giữa đôi bên, lấy đó là biện pháp để giải trừ tội lỗi. Trên công đường làm vẻ mặt nghiêm khắc là vì muốn cho kẻ sai lầm phải hồi tâm thú nhận tội lỗi, thật không phải giả dối. Làm quan được xưng tụng thanh liêm là điều cao quý, lại càng phải thêm đức khoan thứ nhân hậu. Có thể giữ được sự điềm tĩnh tự chế là khí độ lớn lao, lại càng phải thêm đức tinh chuyên cần mẫn. Học theo đức độ quan nhân khi sử dụng hình phạt nên giảm nhẹ sự đau đớn cho người. Thấy người đang bị giam cầm lao ngục phải khởi lòng thương, nên nghiêm cấm và trừng phạt những thuộc cấp đối xử tàn bạo hung ác với tội nhân. Phải quan tâm đến việc ăn uống của tội nhân,
luôn được đầy đủ và đúng giờ, không trễ nải. Đối với những tội nhân đã phán quyết tử hình, phải dốc lòng hết ý tìm cầu chứng cứ có thể giúp miễn tội chết. Không được đối với những trường hợp có thể giữ mạng sống lại cố phán tội chết. Đối với tội nhân đã cao niên, nên khởi tâm xem như chú bác của mình. Đối với tội nhân sắp xỉ tuổi mình, nên khởi tâm xem như anh em một nhà. Đối với những tội nhân còn ít tuổi, nên khởi tâm xem như con cháu của mình. Trên thì luôn suy ngẫm phải hành xử thế nào để hài lòng ông bà tổ tiên đời trước. Dưới thì luôn nhớ nghĩ phải làm sao đích lũy âm đức che chở cho con cháu đời sau. Tuy chỉ tạm mượn chức quan, nhưng tận tâm tận lực hành xử được như thế, ắt có thể cứu nhân độ thế. Đâu chỉ là xây cổng lớn đời xe bốn ngựa mà thôi. Nguyên bản có đưa vào đây một thận hình đồ, nói về những trường hợp cần hạn chế các biện pháp tra tấn, nhục hình. Nhưng xét vì ngày nay trên thế giới, cũng như Việt Nam, đều theo khuynh hướng hủy bỏ hoàn toàn mọi hình thức tra tấn qua công ước chống tra tấn, nên nội dung này không còn phù hợp nữa. Chúng tôi đã lược đi. Nam mô A Di Đà Phật.